Hello, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì đây là video đầu tiên mà Bang Gaming sản xuất trong năm 2022. Thì trước tiên là thay mặt đội ngũ quản trị Bang Bang Gaming thì mình cũng gửi lời chúc đến tất cả mọi người, cộng đồng lời chúc sức khỏe và vạn sự như ý. Và chúc là mọi người cũng như là cộng đồng của chúng ta sẽ có một năm bùng nổ tương tự như năm 2021 về thị trường cryptocurrency. Ok, thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta test cái game là ASPO, là game Aspo ấy, Aspo War. Thì đây là một tựa game mà game chiến thuật thẻ bài. Thực ra nếu mà mọi người mà tìm hiểu sẽ có những cái gọi là những cái khẩu vị khác nhau, nhưng mà sau khi mà mình cũng xem review cũng như là trải nghiệm game ấy, thì nay mình sẽ chia sẻ trở lại cho mọi người cách chơi và cũng như là cách để chúng ta kết nối ví. Bởi vì đây là một thực sự mà Aspo War, cái thế giới của Aspo sẽ mang đến cho mọi người nhiều cái trải nghiệm cực kỳ hay và sẽ là một cái làn gió mới trong cái thị trường game GameFi hiện tại. Ok, thì như anh em đã biết thì mình cũng chia sẻ cho mọi người là có cái chương trình để chúng ta đăng ký qua lead để chúng ta được tham gia cái tựa game testnet này, để chúng ta biết lối chơi cũng các nhân vật trong game. Thì nếu anh em là chúng thì chúng ta đã được vào game rồi nhá. Và các cái bước làm rất đơn giản thôi. Họ cũng trên cái trang chủ Telegram, thông báo của Telegram của Aspo ấy, thì cũng có hướng dẫn để download các cái beta version kiểu trên iOS này, Android này, trên PC Windows này, và trên PC của Mac OS. Thì chúng ta có thể theo download cái đường link như về và chúng ta trải nghiệm thôi. Thì chúng ta cần chuẩn bị những cái gì để chúng ta có thể chơi game được? Thì đầu tiên là beta test này thì họ đang sử dụng cái mạng testnet nhé, là cái mạng BSC này, BSC testnet. Thì chúng ta sẽ sử dụng ép cái MetaMask này, cái trên ID là 97 này, là chúng ta sẽ ép cái mạng Binance Smart Chain testnet. Và sau khi có mạng testnet rồi thì chúng ta lấy một chút cái phí gọi là cái BNB, chúng ta chuyển qua testnet nhé. Thì BNB chúng ta vào cái trang fork kẹt của BNB ấy, testnet, thì chúng ta sẽ fork kẹt được về và sẽ có BNB, rất đơn giản thôi. Ok, sau khi mà chúng ta đã có rồi thì chúng ta sẽ download cái tựa game, cái phiên bản version beta về. Đây là mình dùng máy Windows nhé, thì chúng ta đã download về này. Đó, sau khi download về thì nó có một file zip, thì chúng ta sẽ giải nén ra, chúng ta sẽ dùng trình duyệt để dùng cái unzip để giải nén. Thì chúng ta sẽ giải nén ra cái tương tự như ASPO World Beta này. Thì đây chúng ta sẽ kích vào, chúng ta sẽ mở lên để chúng ta bắt đầu có thể là trải nghiệm. Chúng ta kích nút chuột để mở nhá. Ok, thì họ bắt đầu load này. Đầu tiên là mình thấy cái giao diện của nó là khá là đẹp. Chúng ta sẽ click kia để login MetaMask này. Đó, nó ra một trang, người ta sẽ có đây clip này, access game này, đó, người ta phải ký, người ta để access được. Thì ở đây thì sẽ có, mình sẽ nói qua trước là các cái nhân vật thì hiện tại thì trong ASPO sẽ bắt đầu vào game ấy, chúng ta sẽ có là một cái tướng chính của chúng ta và sẽ có bốn tinh linh theo sau, tức là bốn cái tướng phụ. Thì một tướng chính này chúng ta sẽ mở và bốn tướng phụ thế sẽ chọn này. Thì tướng chính thì sẽ có là một nam và một nữ. Cái tướng hero ấy, tướng chính tinh linh sẽ có một nam và một nữ. Thì mỗi cái tướng chúng ta sắp xếp đội hình full là 5 người, một tướng chính và bốn tướng phụ. Thì làm sao để cho cái khắc đối thủ tốt nhất thì bắt buộc chúng ta phải trải nghiệm game và chơi để chúng ta biết được từng cái skill, từng cái kỹ năng, từng cái phép thuật của các cái tướng đó. Thì trong Aspo War thì họ sẽ có ba class, tức là ba thế hệ. Đầu tiên là Fighter này, Hunter và Sweep, thì đó là tương ứng với là kiểu là thợ săn này, võ sĩ và thì phù thủy, phép thuật đó. Ok, thì đây họ hướng dẫn từng bước này, chúng ta chỉ cần ấn theo thôi, ấn là con click to continue này. Đó, họ sẽ có từng bước một, ta tự ấn thôi. Và chúng ta sẽ vượt các nhiệm vụ đó, các nhiệm vụ này họ sẽ chạy này. Đầu tiên là level 1, chúng ta sẽ làm dần đến các cái level. Và nếu bạn để ý thì bên họ có hướng dẫn step by step từng bước một, là họ hiểu cái guide để người chơi mới bắt đầu có thể chơi được. Chúng ta cứ click click theo từng bước mới ban đầu thôi. Thì sau khi mà đạt đến level 9 chúng
chúng ta sẽ có cái daily quest, tức là nhiệm vụ hàng ngày ấy, chúng ta log in chúng ta sẽ đánh quan thưởng. Đến level 35 chúng ta sẽ được mở cái tính năng là PVP ấy, đó là cái tính năng play người chơi được chơi với người chơi, battle với người chơi đó. Và từ level 65 thì chúng ta sẽ có thể chuyển class được, tức là chuyển cái hệ chúng ta được từ ba hệ đó để bắt đầu với nó đó. Okay. Chúng ta click continue này, hoặc là chúng ta có ấn skip để thay đổi này. Ta cứ làm từng bước một đó. Đó. Họ hướng dẫn là ấn vào các cái nút này, skip này, đó, file này, chiến đấu này. Đó, đây là một cái trận chiến mà chơi với PBN và chơi với môi trường luôn. Nha. Đây, họ hướng dẫn từng cái nút một này. Đó, chiến đấu này. Thế giao diện rất là đẹp luôn. Nhưng mà đây là với chơi theo luật. Đó, click theo hướng dẫn họ luôn. Sau khi mà chúng ta quen rồi, chúng ta có thể là tự chiến đấu được. Thì chế độ chơi ở trong cái Aspo này thì chúng ta có thể có hai chế độ, là chế độ auto và chế độ chúng ta tự động chơi. Là chế độ auto và chúng ta có thể chế độ là chơi bằng tay, nghe đùa. Có thời gian này là chúng ta sẽ có thể đánh như này, hết thời gian này. Đó. Ok. Vậy là victory rồi. Thì chúng ta cứ chơi từng bước một. Các bạn nào mà có ấy, thì mỗi lần chúng ta sẽ được các cái điểm kinh nghiệm cũng như các cái đồng coin trong game chúng ta trải nghiệm. Ok. Đấy. Đây là các hero này. Hero đây là mình đã mở rồi thì chúng ta có thể là mở lên các hero, chúng ta có thể ghép các hero này đó. Đó thì cái hero này đây là các cái tinh linh phụ của chúng ta, thì nó sẽ có mức độ hiếm khác nhau từ các cái màu xanh lá này, xanh dương này, màu vàng này, màu tím này, màu vàng và màu đỏ. Legendary là màu ổn nhất, chúng ta có thể đổi các nhân vật này đó. Ta muốn ở cái nhân vật nào chúng ta đổi nhân vật đó này. Ok. Đây là các cái màn hình chính này, đây là nhân vật chúng ta này, chúng ta xem này, HP này, cấp độ này, speed này, tùy nhân vật sẽ có từng cái skill khác nhau. Ok. Thì sau khi mà đến các cái level 10, level 9 thì ta sẽ có daily quest nữa, ta làm nhiệm vụ hàng ngày. Chúng ta sẽ khám phá thế giới của Aspo World. Ok. Đây là NFT này. Ra đây. Khám phá từng cái, từng phần một. Được. Cái rất là hay này. Đó. Cái campaign này là các cái chiến dịch, chúng ta có thể đi đấu các chiến dịch này. Đây thì chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ nhé, chúng ta sẽ tích chuột đi thôi. Thì chúng ta sẽ kiểu là đi cày một cái ải ấy, cái map. Chúng ta phải tìm được cái nhân vật, tìm được, đọc được cái ông chúng ta đi tìm. Chúng ta có thể giảm cái âm thanh được xuống một setting này. Sao music nó giảm xuống cho nó nhỏ đâu bạn. Ok, vậy là trong video này thì mình đã chia sẻ và cách để chúng ta có thể bắt đầu đăng nhập vào game này, kết nối ví MetaMask và chúng ta trải nghiệm cái tựa game này. Thì trong các video sau thì nếu anh em có nhu cầu thì có thể là livestream cũng như là chia sẻ các cái cách để chúng ta chơi, lối chơi từng lối chơi trong cái tựa game Aspo này. Ok, cảm ơn rất nhiều. Xin chào anh em trong những video tiếp theo.